Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 10 tháng 7 của kênh VTC14. Thưa quý vị và bà con, nắng nóng được dự báo tiếp tục chi phối hầu khắp các tỉnh thành Bắc Bộ trong ngày mai, ngoại trừ vùng núi các tỉnh thuộc khu vực như là Lai Châu, Điện Biên và vùng ven biển Quảng Ninh sẽ có nhiệt độ cao nhất dao động chỉ từ 33 cho tới 35 độ. Còn lại, hầu hết các tỉnh thành Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ lên cao từ 36 cho tới 38 độ. Thời tiết tại miền Trung ít biến đổi trong đêm nay và ngày mai, trời tiếp tục ít mưa và có nắng nóng trong ngày. Dự báo suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến tận Phú Yên, nhiệt độ trưa chiều đồng loạt đạt mức là từ 35 cho tới 38 độ, có nơi xấp xỉ 39 độ. Nắng nóng sẽ còn kéo dài tại các tỉnh thành miền Trung trong những ngày sắp tới. Do vậy, bà con cần chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng, tưới đủ nước để cây sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế thiệt hại do thời tiết nắng nóng. Còn đối với những hộ chăn nuôi, bà con cần chú ý đảm bảo chuồng trại thông thoáng, hợp vệ sinh, định kỳ phun thuốc sát trùng để hạn chế vi sinh vật gây bệnh. Bà con cần cung cấp đủ nước sạch cho vật nuôi, bổ sung các chất điện giải và vitamin C để tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó, bà con cần tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm để hạn chế dịch bệnh bùng phát. Tiếp tục với tình hình thời tiết, tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết ít có sự thay đổi. Trong khoảng sáng đến trưa, thời tiết có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ phổ biến là từ 28 cho tới 31 độ tại vùng cao nguyên và từ 31 cho tới 34 độ tại hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ. Mưa dông xảy ra nhiều trong khoảng chiều tối nên người dân cần hết sức cảnh giác với dông sét và gió giật mạnh. Thưa bà con, mùa mưa với độ ẩm cao là điều kiện để nhiều loại nấm phát triển gây bệnh cho cây trồng, trong đó có bệnh phấn hồng trên cây keo tai tượng. Bệnh thường xuất hiện vào đầu mùa mưa. Dấu hiệu của bệnh phấn hồng là những đám màu trắng xuất hiện trên bề mặt vỏ thân cây hay là cành cây ở phía bị che bóng. Sau vết bệnh chuyển sang màu hồng, đến cuối mùa mưa, lớp màu hồng nhạt dần trở nên màu trắng bẩn, vỏ cây bị nứt ra để lộ một phần gỗ, sợi nấm xâm nhiễm vào thân, cành cây cũng như toàn bộ lá của cây từ chỗ bị nấm xâm nhiễm lên đến ngọn bị héo, chết, có màu nâu và không rụng ngay. Đỉnh của ngọn cây bị chết, đổ gãy, từ chỗ gốc thì cây mọc chồi mới, chưa mực nặng, toàn bộ cây bị chết. Khi bệnh được phát hiện sớm, việc trị bệnh cũng đạt được hiệu quả cao bằng việc chọn đúng thuốc diệt nấm. Tuy nhiên, việc trừ các loại dịch bệnh nói chung và bệnh phấn hồng nói riêng cho các cây rừng thường có chi phí rất lớn. Vì vậy, để phòng bệnh, bà con có thể áp dụng một số giải pháp sau đây. Khơi thông mương rãnh nhằm hạn chế rừng trồng keo bị úng ngập sau những cơn mưa lớn là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh, phát triển, lây lan và gây hại. Kiểm tra thường xuyên, phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh. Khi bệnh mới xuất hiện thì tỷ lệ bệnh còn ít, bà con có thể sử dụng thuốc Bordeaux nồng độ là 1% phun hoặc là quét lên các vết bị bệnh. Với những rừng keo bị nhiễm bệnh nặng thì bà con nên chặt bỏ toàn bộ những cây chết hoặc cây nhiễm bệnh đưa ra khỏi rừng để tiêu diệt nguồn xâm nhiễm. Bà con chú ý không trồng các giống quá mẫn cảm với bệnh gần các lô trồng keo. Hy vọng với những biện pháp trên, bà con có thể phòng trừ bệnh phấn hồng nói riêng và một số bệnh do nấm trên keo tai tượng nói chung. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho tới 37 độ, độ ẩm trung bình là từ 80 cho tới 85%. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất là từ 26 cho tới 29 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho tới 38 độ, độ ẩm trung bình là từ 77 đến 82%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 cho tới 29 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho tới 39 độ và độ ẩm trung bình là từ 70 cho tới 80%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho tới 37 độ và độ ẩm trung bình là từ 77 đến 82%. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho tới 31 độ, độ ẩm trung bình là từ 83 cho tới 88%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng có dông sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho tới 34 độ, độ ẩm trung bình là từ 83 cho tới 88%.
Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.